Tech hay còn được nhắc đến với tên khác Đặc Khắc Tư, là một cộng đồng được quy hoạch nằm ở hạt Tech, Ili Kazakh, thuộc khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương của Trung Quốc, tọa lạc tại một khu vực chủ yếu là người Hồi giáo. Với thiết kế theo trận đồ bát quái đã đưa Tech vào danh sách thành phố lịch sử và văn hóa của Tân Cương, sau đó được nhà nước Trung Quốc công nhận là thành phố lịch sử và văn hóa cấp quốc gia năm 2007. Được thành lập vào năm 1937 và nhanh chóng trở nên nổi tiếng, Tech trở thành một điểm đến không thể bỏ qua của khách du lịch. Từ quảng trường bát quái ở trung tâm, thành phố Tech có 8 con đường chính gồm Càn, Khôn, Tốn, Trấn, Khảm, Ly, Cấn, Đoại, mở rộng ra khắp mọi hướng. 8 con phố này kết nối với 4 tuyến đường vành đai lớn, mở rộng dần từ vùng trung tâm tới ngoại ô thành phố. Tất cả đường xá ở đây đều được quy về một điểm là quảng trường bát quái có chiều cao 50m. Toàn thành phố được xây 3 vành đai vàng. Vành đai thứ nhất là quảng trường lớn, vành đai thứ hai là các tòa nhà dịch vụ công cộng và cửa hàng, vành đai thứ ba chính là nhà ở của cư dân. Thành phố bát quái được thiết kế theo dạng, cứ khoảng 360m thì lại đặt một cung tròn. Từ trung tâm hướng ra ngoài sẽ có 4 đường tròn. Ở trong cung tròn đầu tiên có 8 cung đường, vòng 2 chia thành 16 tuyến đường. Vòng thứ 3 chia thành 32 ngả, vòng thứ 4 chia thành 64 ngả. Tất cả con đường này hệ thống nên bát quái 64 quẻ, đúng với số lý kinh dịch, 64 quẻ 386 hào. Trong đạo giáo, bát quái đại diện cho các nguyên tắc cơ bản của thực tại, được xem như 8 ý niệm có quan hệ với nhau. Đây là một khái niệm phức tạp của vũ trụ học. Trong đạo giáo được ứng dụng trong nhiều hoạt động như thiên văn, địa lý, giải phẫu học, võ thuật, y học và các lĩnh vực khác. Được bao quanh bởi những ngọn núi, nên sóng nhiệt và bụi từ sa mạc Techlimakan ở phía nam hay không khí lạnh từ Siberia ở phía bắc đều không thể đến được Tech. Nhờ đó, nhiệt độ luôn ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Ngay cả trong mùa nóng nhất, nhiệt độ trung bình chỉ là 18 độ C. Để bảo vệ quận lịch sử, văn hóa quốc gia này, cũng như duy trì cấu trúc có trật tự của bát quái, các tòa nhà trên 5 tầng không được phép xây dựng ở Tech. Bố cục của toàn quận có độ dốc vừa phải, cao hơn về phía tây bắc và thấp dần về phía đông nam. Do đó, nhà máy cấp nước nằm ở vị trí cao nhất ở phía tây bắc, trong khi nhà máy xử lý nước thải nằm ở điểm thấp nhất ở phía đông nam. Việc cấp và thoát nước không cần áp lực cũng như giải nén, giúp tiết kiệm chi phí và năng lượng. Ở Trung Quốc, không có nơi nào như Tech, không cần trạm bơm thứ cấp và bể giảm áp để cấp và thoát nước. Ở quận Tech, những thứ liên quan đến bát quái, thái cực quyền có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Đèn đường thậm chí cả thùng rác đều được trang trí bằng hoa văn. Cột mốc, một tòa tháp cao 26m, bao gồm một cột màu đen và trắng, tạo hình giống ký tự Trung Quốc 3-8, cũng như cái cẩy nông cụ. Nó tượng trưng cho âm và dương, hai nguyên lý đối lập nhau trong tự nhiên, đồng thời cũng hàm ý những nỗ lực to lớn của người dân địa phương để xây dựng quận này hơn 80 năm trước, kể về câu chuyện 20 con bò kéo lưỡi cày để cày 8 con phố chính. Bát quái cũng là một công cụ thiết yếu trong đa số các trường phái phong thủy, được sử dụng để chọn hướng tốt cho một căn phòng hoặc một địa điểm. Nhưng hiếm khi người ta dùng bát quái để quy hoạch một thành phố. Tech, thành phố với 150.000 dân ở khu tự trị Tân Cương, đã trở thành ngoại lệ đầu tiên. Thành phố bát quái được thiết kế hoàn toàn dựa trên kinh dịch, kinh điển được chia sẻ bởi Nho giáo và Đạo giáo, đường phố của thành phố như một mê cung độc đáo. Nhìn từ trên cao, có thể thấy trung tâm là một quảng trường và tỏa ra 8 đường phố chính, tượng trưng cho 8 hướng và các yếu tố của bát quái. Mỗi con phố dài 1.200m, cứ 360m lại có một đường vành đai nối trục chính đường phố. Dựa trên các số 8, 16, 32 và 64, tượng trưng cho tất cả những thay đổi và không thay đổi trong thế giới, từ hư vô đến vô tận. Một cách lý giải khác cho lối quy hoạch đặc biệt là do thành phố được bao quanh bởi dòng sông Ili, xung quanh là thung lũng, nên hàng năm khi đến mùa mưa, Tech lại đối diện với các thiên tai lũ lụt, ngập nước. Vì vậy, việc quy hoạch như vậy được coi là giải pháp tối ưu. Thêm nữa là Tech có độ cao dần về phía bắc và thấp dần về phía nam, nên nhờ địa hình này, mưa lũ có đến đột ngột cũng sẽ không xảy ra tình trạng lụt. Ngoài lối quy hoạch bắt mắt, Tech còn nổi tiếng vì hoàn toàn không có đèn giao thông. 64 con phố của Tech đều được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng với màu sắc khác nhau, khiến thành phố trông rất đẹp mắt. Theo truyền thông Trung Quốc, nhờ hệ thống đèn chiếu sáng này cùng với đặc điểm địa hình đường xá được nối thông nhau theo hình vòng cung không gây ra tắc đường, người dân địa phương không còn cần tới hệ thống đèn giao thông. Vì vậy, hệ thống đèn giao thông của thành phố đã bị gỡ bỏ vào năm 1996.
Tuy nhiên, CCTV cho biết do người dân ở Tech ngày càng sử dụng nhiều phương tiện cá nhân nên cũng khó duy trì tình trạng không tắc đường. Vì vậy, tại một số điểm giao cắt gần như phải luôn có cảnh sát giao thông điều hướng để đảm bảo việc đi lại được thông suốt. Ngoài ra, dù không có cột đèn giao thông cố định nhưng vào những giờ cao điểm, Tech cũng có những cột đèn giao thông di động được đặt ở những điểm đông đúc để tránh tắc đường. Nguồn gốc của thành phố nổi tiếng này rất khó tìm kiếm. Một phần vì ngày nay nó là một địa điểm du lịch nổi tiếng và rất nhiều bài báo viết về nó mà không phải lúc nào cũng chính xác. May mắn thay, bắt đầu từ năm 2013, các học giả đã tổ chức Hội nghị Thế giới về nghiên cứu kinh dịch ở Tech. Từ đó đã tìm ra nhiều lời giải về thành phố bát quái này. Khi mô tả lịch sử thiết kế của quận Tech, Hu, 2014, đã nhận xét rằng so với các thành phố khác và cách thiết kế bát quái ở các vùng có người Hán sinh sống ở Trung Quốc, nơi phản ánh một di sản văn hóa tự nhiên, bát quái, City of Tech là một trường hợp cực kỳ phi tự nhiên về biên giới văn hóa. Quy tụ cuộc sống của 33 nhóm dân tộc, các quận Tech lần đầu tiên được thiết kế bởi Kim Jong-un, Bộ trưởng Nông nghiệp của Illinois vào năm 1936. Là một người tin tưởng sâu sắc vào các triết lý kinh dịch, Kim đã chỉ đạo quy hoạch của thị trấn Tech bằng cách sử dụng các hình thức, số liệu và lý thuyết phong thủy của kinh dịch. Tuy nhiên, dự án sau đó đã được hoàn thành dưới quyền của Ban Di Chun, một người dân tộc thiểu số Sibê. Ban làm trưởng dự án và yêu cầu các nhà khoa học và kỹ sư Nga Xô Viết thực hiện thiết kế của Kim bằng cách sử dụng khoa học và công nghệ hiện đại khoa học. Do đó, thiết kế của thành phố bát quái Tech là sự kết hợp nỗ lực của nhiều quốc gia và các nhóm dân tộc, đồng thời cũng thể hiện sự tương tác của nhiều nền văn hóa ngay từ thuở ban đầu. Kim Jong-un quy hoạch thành phố Tech không phải là một ý thích bất chợt. Trong lịch sử Trung Quốc, chẳng hạn như thành phố Cổ Thương Khâu thời nhà Minh, thành phố Thẩm Dương thời nhà Thanh, thành phố Cáp Nhĩ Tân, đường phố Trang Chun trong thời kỳ Mãn Châu Quốc, và thiết kế của U Giao Trang ở Thượng Hải đều sử dụng khái niệm bát quái. Nhưng về cơ bản, vẫn duy trì mô hình không gian vuông, điển hình của các thành phố truyền thống của Trung Quốc. Điều đáng chú ý là Tech khác biệt rõ rệt với các thành phố nêu trên ở chỗ, nó từ bỏ mạng lưới đường trực giao và thiết kế test nên thường thấy ở các thành phố truyền thống của Trung Quốc mà áp dụng một quy hoạch hoàn hảo hơn. Dạng tỏa tròn thể hiện hoa văn bát quái, một bố cục có thể khơi gợi cảm giác huyền bí mạnh mẽ giữa đám đông đa cảm và kích hoạt mong muốn khám phá của họ. Ngoài lịch sử thiết kế độc đáo, thành phố Tech còn hình thành một cảnh quan văn hóa tuyệt vời, đó là liên kết chặt chẽ với các nền văn hóa truyền thống, Nho giáo và Đạo giáo của Trung Quốc. Hu, 2014, lập luận rằng thiết kế của thành phố bát quái thể hiện sự hiểu biết truyền thống của Trung Quốc về vị trí của con người trong mối quan hệ với thiên nhiên, văn hóa và khoa học. Quan điểm này phù hợp với quan sát của Hu, 1963, rằng kiến trúc Trung Quốc phản ánh một vũ trụ lý tưởng với hình ảnh và vai trò của chính con người trong đó. Bằng chứng về sự sống động của văn hóa Trung Quốc không chỉ giới hạn trong thiết kế. Đã từng có một tòa tháp ở trung tâm thành phố, vào thời Kim vào những năm 1930. Vào những năm 1980, các tháp được đổi thành tháp truyền hình, rồi lại đổi thành chùa lớn, cao hàng chục mét. Vài năm sau, lãnh đạo đảng của thành phố qua đời ở tuổi 40. Điều này đã thúc đẩy cuộc thảo luận rằng, phong thủy của tòa tháp là không tốt giữa mọi người. Do đó, chính quyền địa phương đã cử một nhóm đến Bắc Kinh để tìm kiếm ý kiến có thẩm quyền về vấn đề này. Ở Tech có những phiên bản tiếng Mông Cổ của kinh dịch và một số sách hướng dẫn ma thuật đạo giáo mà trước đây chỉ được tìm thấy ở Giang Tây, Đông Nam Trung Quốc và Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Những giai thoại này cho thấy văn hóa truyền thống của người Hán không chỉ được nhìn thấy mà còn phát triển mạnh ở Tech. Bản thân vị trí của thành phố Tech nằm trong khu vực phần lớn là người Kazakh và Mông Cổ, là nơi độc nhất vô nhị trong các biểu hiện đa văn hóa của nó. Không chỉ là một trong những người thiết kế và xây dựng nó, bản thân Ban cũng là một thành viên của dân tộc ít người. Niềm tin và thực hành kinh dịch, bát quái và phong thủy đều chỉ ra khía cạnh đa văn hóa của thành phố này. Tôi là Trang Trần, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi tham quan Tech.